khởi tố thanh niên ngáo đá đâm hai người thương vong. Liền cơn ngáo đá, nam thanh niên 25 tuổi ở tỉnh Quảng Nam cầm dao đâm chết một người và khiến một người khác bị thương. Ngày 22 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Cường, sinh năm 1997, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 12, tại một kiosk ở chợ Tam Dân, ông Huỳnh Khánh, sinh năm 1945, trú thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, đang dọn quán bán nước giải khát giúp con gái thì Cường bất ngờ xuất hiện, chạy vào quán lấy dao đâm ông Khánh. Sau đó, Cường tiếp tục chạy qua quán bún gần đó đâm ông Thế, sinh năm 1957, trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Hậu quả, ông Khánh tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, ông Thế bị thương phải nhập viện điều trị. Sau khi gây án, Cường lấy xe máy của một người bán cháo lòng ở chợ Tam Dân bỏ chạy. Đến khoảng 5 giờ ngày 5 tháng 12, khi bị công an truy bắt, vận động, Cường đã đầu thú. Theo công an tỉnh Quảng Nam, Cường là đối tượng nghiện ma túy, từng hai lần bị cai nghiện. Đối tượng này có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Vào tháng 2 năm 2020, trong lúc ngáo đá, Cường dùng chai thủy tinh đập vào đầu một phụ nữ khi bà đang ngồi uống nước tại quán cà phê ở xã Tam Dân, gây thương tích nặng.